Thursday. Xin chào quý khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một cô gái khi có một đôi mắt đẹp sẽ làm cho cả khuôn mặt họ trở nên rạng rỡ và lộng lẫy hơn. Tuy nhiên điều đó sẽ dễ dàng với những cô gái có đôi mắt to tròn tự nhiên. Còn với những cô gái có đôi mắt bị sụp mí hoặc bột mí thì việc trang điểm và kẻ mắt thật sự là một điều vô cùng khó khăn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với chương trình Đẹp 24/7 cùng trang điểm và học cách để vẽ cho đôi mắt bột mí và sụp mí trở nên long lanh, to tròn và trong sáng các bạn nhé. Có lẽ là những cô gái có đôi mắt một mí hoặc sụp mí sẽ cảm thấy rất là khó khăn khi trang điểm. Và đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng tôi mời đến đây chuyên gia trang điểm Thùy Linh. Và bạn ấy sẽ giúp cho những cô gái có đôi mắt một mí và sụp mí học được cách để trang điểm cho đôi mắt của mình. Xin mời chuyên gia. Vâng, chắc chắn rồi. Các bạn cần chú ý với những khuôn mặt có mắt sụp mí, chúng ta cần chú ý khi trang điểm mắt. Đó là chúng ta cần làm sáng vùng da mắt. Tiếp theo đó là kẻ viền mí mắt. Và cuối cùng là uốn cong lông mi và chút mascara. Vậy thì ngày hôm nay đầu tiên Thùy Linh sẽ hướng dẫn các bạn phần làm sáng vùng đôi mắt của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ đến các bước tiếp theo. Sau đây Thùy Linh sẽ thực hiện các bước trang điểm vùng mắt cho bạn người mẫu. Với đôi mắt sụp thì với khuôn chân mày rõ và cao sẽ giúp cho khuôn mắt trở nên rõ và sâu hơn. Như vậy Thùy Linh vừa hoàn thiện xong phần trang điểm cho phần chân mày của người mẫu, giúp cho đôi chân mày trở nên cao và rộng hơn. Tiếp theo Thùy Linh sẽ sử dụng phấn nền để trang điểm làm sáng cho vùng mắt của người mẫu. Các bạn dậm nhẹ xung quanh vùng da mắt, đặc biệt là phần sát với xương chân mày. Đây là vùng giao thoa giữa bầu mắt và lông mày. Khi các bạn dậm phấn sáng ở tại vùng này sẽ giúp cho phần mắt trở nên sâu và rộng hơn. Vâng, và các bạn lưu ý nhớ là nhấn xung quanh vùng mí dưới nữa. Quan trọng nhất của phần trang điểm mắt đó chính là kẻ và vẽ phần mí mắt. Thùy Linh sẽ sử dụng sản phẩm Quick Eyeliner. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ kẻ mí mắt sát với vùng chân mi và đặc biệt là nhấn vào phần giữa của mi mắt và phần đuôi mắt để giúp tạo hiệu ứng làm to đôi mắt và cải thiện cái hiện tượng sụp mí ở trên mắt. Quick Eyeliner, đây là bút kẻ mắt nước, sẽ giúp các bạn nhanh chóng kẻ mắt mà không lo tình trạng bị lem cũng như là khó kẻ đối với một số dạng bút nước khác. Bước cuối cùng sẽ là kẹp mi và chút mascara để giúp cho đôi mắt trở nên to tròn và rực rỡ hơn. Như vậy Thùy Linh vừa hoàn thiện xong phần trang điểm cho đôi mắt sụp mí của người mẫu. Vâng. Các bạn đừng quên đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Và cùng với những hướng dẫn của chuyên gia trang điểm Thùy Linh thì chúng ta hoàn toàn có thể tự mình làm đẹp cho đôi mắt của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến với phần khán giả tương tác. Các bạn gái mắt một mí hãy chụp ảnh lại và gửi đến fanpage của chương trình theo đường link dưới đây. Ảnh bạn nào nhận được nhiều lượt like và share nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Menat. Chúc các bạn may mắn.